Rửa giấy nha. Rửa giấy đóng bình mới.
còn bố nào ông bế bà bế nó làm như kia ông bế cứ ngồi xuống chỗ mình chưa xài hết đầm hết đầm bà nó bế ôm như kia rồi không mà trứng gà có hai quả ở trong, lấy một quả, lấy một quả thôi, có hai quả trong hố này. Cháo thì bao giờ mới ăn?